Từ đầu tháng 8 đến nay, hàng trăm người dân xã Thạch Tiên, Thạch Ngọc, huyện Thạch Hà, tỉnh Hà Tĩnh đổ xô lên đồi đi hái sim. Họ mang theo rổ nhựa để hái, bi tải luôn được cột chặt bên người để đừng sim. Một số người dân còn đem theo lương thực như bánh rán và nước uống để tranh thủ hái sim xuyên trưa. Sim khi hái về được người dân phân loại, bỏ vào bi tải, đem cân bán cho khách với mức giá trung bình khoảng 15 đến 20.000 đồng một ký. Trung bình hái được 30 kg sẽ có thu nhập 500.000 đồng mỗi ngày. Vụ việc được camera an ninh ghi lại vào khoảng 5 giờ chiều ngày 25 tháng 8 tại gần chợ Hòa Bình, phường Tân Hòa, thành phố Biên Hòa. Sau khi quan sát thấy mục tiêu, cô gái xinh đẹp đi xe Air Blade màu trắng biển số Đồng Nai, tấp xe máy vào lề đường, lặng lẽ đến gần chỗ nạn nhân ngồi, nhanh tay lấy giỏ tiền của chị bán rau lề đường rồi nhanh chân tẩu thoát. Quá trình ăn trộm diễn ra mau lẹ và nhẹ nhàng đến mức người phụ nữ bán rau sau khi mất giỏ tiền vẫn không hề hay biết gì. Vụ việc xảy ra vào lúc hơn 9 giờ tối ngày 23 tháng 8, bất ngờ bị nam thanh niên không đội mũ bảo hiểm cắt đầu xe. Người tài xế rất tập trung tránh cú va chạm. Sau lúc lớn tiếng ra oai với người tài xế thì anh ta tự lao vào một ô tô khác, té nằm sóng xoài trên đường với chấn thương không hề nhẹ. Trên Facebook của mình, nghệ sĩ Quốc Thuận đã viết dòng cảnh báo. Hiện tại Facebook của mình có kẻ giả mạo nhằm lừa đảo, nhất là lợi dụng mình để kêu gọi ủng hộ từ thiện. Bọn giả mạo còn lợi dụng nhắn tin vào các tài khoản khác kêu gọi giúp đỡ chú Lê Bình và Mai Phương. Đây là hành động vô nhân tính lừa đảo, mong các bạn cảnh giác với những thủ đoạn này. Trong khi đó, nghệ sĩ Hồng Vân cũng lên tiếng việc Facebook của mình bị giả mạo. Hiện tại, một Facebook giả mạo hình ảnh của Hồng Vân nhận tiền giúp đỡ nghệ sĩ Lê Bình, Mai Phương. Facebook của Hồng Vân có dấu xanh nha mọi người, hãy thận trọng. Ngay sau đó, nhiều người cùng nhau báo cáo tài khoản giả trên Facebook, nên tài khoản giả mạo đã bị tạm đóng. Tuy nhiên, kẻ lừa đảo vẫn có thể nhanh chóng tạo ra tài khoản giả mạo khác để tiếp tục lừa tiền với đủ các thủ đoạn khác nhau. Theo lời trình bày của nạn nhân, trong chuyến xe du lịch từ Đồng Nai đi Phan Thiết, xe chị có ghé qua một trạm dừng chân ở Xuân Lộc. Chị mua cà phê với giá 30.000 đồng uống cho tỉnh ngủ và đưa tờ tiền 200.000 đồng để họ thổi lại. Thế nhưng, sau khi xe đi xa, chị phát hiện trong 170.000 đồng tiền thổi lại có hai tờ 50.000 giả dán như thế này, rồi kẹp lại tinh vi để lừa khách chủ quan, vội lên xe mà không kiểm tra kỹ. Sự việc xảy ra vào khoảng 15 giờ ngày 21 tháng 8 trong bữa ăn chiều tại Trường Mầm Non Trẻ Thơ tại khu chợ Nam Cương, xã Hiền Ninh, huyện Sóc Sơn, Hà Nội. Hình ảnh được camera giám sát ghi lại cho thấy một nữ giáo viên liên tục nhồi nhét thức ăn vào miệng bé trai 2 tuổi. Khi thấy bé nôn và khóc, cô đã lôi bé ra cửa để đánh. Phụ huynh của cháu bé bức xúc chia sẻ rằng có camera giám sát mà họ còn làm như vậy. Thử hỏi những lúc không có camera, họ còn hành hạ các cháu như thế nào. Mong cơ quan chức năng sớm vào cuộc xử lý để tránh xảy ra những trường hợp tương tự. Như quý vị và các bạn thấy, nam thanh niên này đứng trên tầng lầu, rải từng vốc tiền lẻ. Còn bên dưới đường phố, rất đông thanh niên tập trung, giẫm đạp, xô đẩy nhau để hứng và tranh cướp tiền được thả từ trên lầu xuống. Những hình ảnh phản cảm như thế này thường xảy ra vào ngày rằm tháng 7 âm lịch ở thành phố Hồ Chí Minh. Theo quan điểm, ai lấy được nhiều tiền sẽ gặp may mắn, đồng thời có một khoản để tiêu. Nam nữ, già trẻ không ai nhường ai, người nào nhanh tay sẽ thắng. Tại đập thủy lợi Ea Tum Say, xã Cư Mờ Ta, huyện Em Rắc, bà con nông dân đang tập trung bơm nước lên cánh đồng để cứu lúa. Anh Ma Hiếu ở Buôn Năng, xã Cư Mờ Ta cho biết, vụ hè thu năm nay gia đình của anh trồng được 1,4 sào lúa nước. Đến nay lúa đã vào thời kỳ làm đồng. Đây cũng là lúc cây lúa cần lượng nước tưới nhiều nhất. Tuy nhiên, do hạn hán nên diện tích lúa của gia đình anh đã bị khô nứt nẻ. Để cứu lúa, suốt 2 ngày qua anh và các hộ dân trong buôn đã phải dựng lều tạm túc trực để bơm nước từ lòng đập lên ruộng lúa, với chi phí mỗi ngày hàng trăm ngàn đồng. Đập Ea Tum Say được thiết kế phục vụ nước tưới cho 25 hecta lúa tại 2 buôn và 1 thôn, nhưng hiện mực nước cũng chỉ còn chưa đến 1/4 dung tích thiết kế. Nhưng mà mình không bơm thì nó không thu được. Nhưng mà bây giờ nhà nước mà chưa có này kia thì mình tự lấy của nhà thì mình đầu tư trước, mình phải đầu trước. Hiện nay con đập này là đã hết nước cho nên cái diện tích lúa ở sau con đập này có nguy cơ là sẽ bị mất trắng trong thời gian tới nếu như nắng hạn kéo dài. Qua công tác kiểm tra thì đối với đập Cư Đoá 1 phục vụ cho 15 ha lúa nước. Thì hiện nay là nhân dân cũng chủ động mang máy lên bơm để tưới, nhưng hiện nay là con đập trữ nước rồi đã hết nước, cho nên trong thời gian tới thì cũng rất khó khăn trong vấn đề là khắc phục cái diện tích hơn chục ha cho nhân dân ở cái cuối của con đập 1. Vụ lúa hè thu năm 2018, huyện Em Rắc gieo trồng tổng diện tích trên 24.543 ha cây trồng các loại. Trước tình hình hạn hán hiện nay, Ủy ban Nhân dân huyện Em Rắc đã chỉ đạo các ngành chức năng và Ủy ban Nhân dân các xã thị trấn tập trung hỗ trợ nông dân chống hạn, điều tiết lịch bơm tưới luân phiên một cách hợp lý, hướng dẫn bà con tăng cường công tác thủy lợi, nạo vét kênh mương, khơi thông dòng chảy tránh thất thoát nguồn nước, hỗ trợ mua mới 5 máy bơm có công suất 26 mã lực và dầu bơm nước cho bà con trong vùng hạn, nhằm giảm thiểu thiệt hại do hạn hán gây ra. Huyện Em Rắc cũng đã làm tờ trình xin cấp trên hỗ trợ kinh phí phòng chống hạn. Chúng ta đang chứng kiến hình ảnh được camera hành trình ghi lại cho thấy một người phụ nữ trung niên trên nóc thùng container của một chiếc xe đầu kéo đang dừng đổ. Người phụ nữ này dùng hai tay túm lấy hai bên chiếc váy màu đen, liên tục hát hò nhảy múa. Cảnh tượng khiến nhiều tài xế đi qua vô cùng ngạc nhiên và không rõ người phụ nữ này leo lên nóc thùng container đó bằng cách nào. Sự việc kỳ lạ xảy ra vào khoảng 8 giờ 30 phút sáng nay, ngày 26 tháng 8 tại chân cầu Thanh Trì, thuộc địa phận huyện Gia Lâm, thành phố Hà Nội. Hàng trăm hộ dân sinh sống bên bờ sông Mã tại xã Cẩm Vân và Cẩm Tân, huyện Cẩm Thủy, tỉnh Thanh Hóa hiện đang phải sống trong sự sợ hãi vì sạt lở. Từ cái đầu Hàng Xoan trở ra đến đây là lúc đó là một bãi chúng tôi là 149 mét. Mà giờ anh cao những lượng từ đó là anh đây coi là còn là bao nhiêu mét. Theo người dân, việc sạt lở này là do tình trạng khai thác cát của ba mỏ cát liền nhau được cấp phép khai thác rầm rộ trong suốt 5 năm qua. Cách đây vài tháng, những mỏ cát này đã hết hạn khai thác. Tuy nhiên, ảnh hưởng của việc khai thác cát cùng với các đợt mưa lũ đã khiến bờ sông bị sạt lở nghiêm trọng. Tiếp thu ý kiến của người dân và các xã liên quan, tỉnh Thanh Hóa đã quyết định không đồng ý cho gia hạn các mỏ cát. Tuy nhiên mới đây, chính quyền xã Cẩm Vân lại tham mưu với tỉnh cho các mỏ cát này được gia hạn khiến dư luận bất bình. Ủy ban nhân dân xã cũng đã có công văn và thống nhất về cái việc gia hạn, nhưng không nên. Bởi vì một cái đoạn sông cái tầm khoảng độ gần 1 km có 3 điểm hút cát như vậy thì nó quá tập trung. Thời gian tới thì Ủy ban huyện tiếp tục kiến nghị với các cái cơ quan chức năng tiếp tục quan tâm hỗ trợ địa phương, đặc biệt là bờ kè chống sạt lở cho khu dân cư. Tuy nhiên, đề xuất xây dựng kè chỉ là giải pháp trước mắt. Về lâu dài, nếu tình hình khai thác cát rầm rộ với mật độ dày đặc vẫn tiếp diễn, thì không ai có thể chắc chắn rằng những đoạn kè tại đây sẽ được đảm bảo an toàn và tình trạng sạt lở sẽ không tiếp tục uy hiếp sự an toàn của khu vực dân cư. Đây là khoảnh khắc kinh hoàng khi một căn nhà nằm cạnh mép núi ở khối 4, thị trấn Mường Xén, huyện Kỳ Sơn, tỉnh Nghệ An, bị một khối lượng đất đá trên cao đổ xuống dẫn đến bị sập hoàn toàn. Gần 20 ngôi nhà lân cận cũng bị hư hỏng nghiêm trọng. May mắn trước khi sạt lở đất xảy ra, chính quyền địa phương đã kịp thời cử lực lượng chức năng giúp đỡ người dân sơ tán ra khỏi vùng sạt lở, nên không có thiệt hại về người. Được biết, vào tháng 3 năm nay, nơi đây từng xảy ra sự cố sạt lở đất vào nhà dân. Chính quyền sau đó đã di dời người dân đi ở nơi khác để tránh ảnh hưởng. Cơn bão đi qua, do tại bản Bãi Con, xã Bắc Phong, huyện Phù Yên, tỉnh Sơn La vẫn còn hàng ngàn mét khối đất đá lấp hết đường đi. Nhiều nhà cửa tan hoang do sạt luy dương, hay còn đó nhiều ngôi nhà đang tiếp tục đổ sập phải bỏ không. Đường giao thông liên xã liên bản trên địa bàn xã Bắc Phong nay vẫn còn bị chia cắt, mua bán trao đổi hàng hóa bị tê liệt. Về cái đường xã xa xôi là cái đường đi lại là có nghĩa là cô lập hoàn toàn. Nhất về bây giờ là chuẩn bị các bà con đã chuẩn bị thu cái nông sản là không có chỗ để mà tiêu thụ. Bây giờ xe cộ là không vào được, nên là rất ảnh hưởng đến cái kinh tế cho bà con. Bản Bãi Con có 65 hộ thì có 9 hộ phải di dời, 1 hộ bị sập hoàn toàn nhà ở và có 26 hộ nằm trong diện phải di dời khẩn cấp. Đa phần các hộ trong bản đều ở những nơi có nguy cơ sạt lở và lũ ống mỗi khi mưa xuống. Hiện vụ việc quy hoạch bố trí sắp xếp ổn định dân cư cho khoảng 40 hộ dân đang ở tạm và các hộ phải di chuyển đến nơi an toàn vẫn đang là bài toán chưa có lời giải, trong khi quỹ đất của xã không còn. Đây là hình ảnh vụ việc mới nhất xảy ra vào rạng sáng ngày 22 tháng 8, được camera an ninh một nhà chùa tại Hàng Xanh ghi lại. Cảnh hai nữ đạo trích đi xe máy đắt tiền, giả dạng Phật tử vào chùa cầu nguyện, nhưng sau đó lén lút lục lọi tài sản của nhà chùa. Sau khi hai đối tượng này tẩu thoát, nhà chùa phát hiện mất điện thoại, laptop, máy tính bảng và tiền. Đây là cảnh tượng được ghi lại vào chiều ngày 25 tháng 8 tại xã miền núi Khánh Trung của huyện Khánh Vĩnh, tỉnh Khánh Hòa. Như chúng ta đang chứng kiến, hai em bé tuổi còn rất nhỏ nhưng đang tắm trong con sông mà không thấy bóng dáng người lớn đi kèm. Hình ảnh hai đứa trẻ đơn độc ra sông tắm giữa vùng rừng núi mênh mông, hoang vắng như thế này đã gây bất an cho những ai nhìn thấy.